Ngày 1 tháng 12, không khí lạnh đã tràn về Hà Nội và miền Bắc, gây đợt mưa trên diện rộng kéo dài cả ngày không ngớt. Nền nhiệt giảm mạnh, các trạm đo tại Hà Nội ghi nhận nhiệt độ phổ biến ban ngày là 18-19 độ C. Còn tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, chỉ có 14-15 độ C, trời mưa rét. Dự báo ngày 2 tháng 12, mưa gió ở miền Bắc sẽ giảm, nhưng trời vẫn rét, nền nhiệt phổ biến là 15-18 độ C. Vùng núi cao có thể xuống dưới 11 độ C. Do ảnh hưởng không khí lạnh, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có mưa to trên 140mm. Đợt mưa này còn tiếp diễn trong ngày 2 tháng 12. Các trọng tâm mưa là Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa. Từ đêm ngày 3 tháng 12, mưa lớn ở các khu vực này sẽ giảm dần. Trong các ngày 2 và ngày 3 tháng 12, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía đông Tây Nguyên có thể mưa to. Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.